tiếng là cái ngành mà phục vụ nhặt tẹt trả tiền em ấy. Anh của anh 2 lần thì phải là 1 triệu chứ ạ? 2 lần như em bảo anh, mỗi một lần đi từ 30 phút tới 1 tiếng đúng không? Nhưng anh chơi cả 2 lần chưa được 30 phút. Nhưng mà của anh vẫn là 2 lần thì vẫn là tính 1 triệu ạ. Nhưng mà chưa đủ thời gian. Cái việc anh yếu sinh lý đấy là việc của anh, chứ đâu phải là lỗi do em. Con chó này với cả bố yếu sinh lý à? Con chú ơi, các chú có đánh giày không ạ? Chú cảm ơn. Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Chú không đánh đâu, cảm ơn nhá. Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Không, không đánh đâu. Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Chú ơi, cô chú có đánh giày không ạ? Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Thôi, em vừa đánh xong. Có sao không? Đi đứng cẩn thận chứ. Con xin lỗi cô ạ. Này, con xin lỗi cô ạ. Đi đi. Lão Giang xe ôm kìa. Ừ. Em nhìn những lần đi kia là lại không có khách rồi. Này. Con biết bây giờ mẹ trả tiền con, nhưng nếu con về thì tiền. Chú ơi. Ui. Ui. Tôm ơi, mày làm tao giật tắt cho mình nhỉ? Này, đi xe không? Không. Sáng nay chú mở hàng cho chú đi. Nhưng mà cháu chỉ muốn hỏi chú một câu thôi. Hỏi một câu á? À? Mày hỏi đi. Cháu đang đi ngót quá, xung quanh đây có nhà vệ sinh không? Mày ở khu này à mày không biết? Đi ra rẽ trái 300 mét thì lối. À, bên này. Đi xe ôm, chú chở, chú đấy có 10.000 thôi. Cái gì? 10.000 á? Từ đây ra đến đấy thì chưa đầy 1 cây mình lấy những 10.000. 10.000 được gói xôi gất rồi. Không đi hỏi làm gì? Đây hỏi thế thôi thì đã hết buồn đi vệ sinh rồi. Xe ôm như này, từ gần Tết thì không phải thèm đi nhá. Vừa mở hàng thì rủa ai cái thằng kia. Đúng là hãm. Chú Giang xe ôm. Ôi, anh, mày đi xe ôm chú à? Mở hàng cho chú gái, sáng nay thằng Tôm nó đã rủa chú rồi. Có mày mở hàng cho chú là chú đắt khách lắm đấy. Đi. Ê, khoan chú ơi. Trước khi đi cháu muốn hỏi chú một câu thôi. Hỏi một câu à? Vâng. Cái câu gì? Có phải là chú biết hết tất cả mọi chỗ ở cái khu này đúng không? Ôi tất nhiên, mày cứ hỏi thừa. Chú làm xe ôm ở cái đất này cũng 4-5 năm nay. Đèo chúng mày đèo cũng 2-3 năm nay. Cái gì mà chú đã biết? Amazing, good job. Ồ yeah, vui. Ôi giời ơi, thế là cháu biết là cháu tìm đúng người rồi đấy. Tất nhiên, mày thấy chú tân thời không? Bắt đi phơi cây nhớ. Ok, thế chú cho cháu hỏi là nhà vệ sinh ở đâu? Lại hỏi nhà vệ sinh à? Thì đi thẳng đến ngã tư, thì mày sẽ tay trái 300 mét nữa thì đến. Ok. Oh, thank you chú. Bye. Ok, thank you. Ô này. Thế mày không đi xe ôm chú à? Mày vừa bảo đi xe ôm cho chú mở hàng cho chú đắt khách mà. Thôi, có 300 m đi xe ôm làm cái gì? Hay sao lại 300 m? Đi từ đây ra đấy này 400 m, đến ngã tư rẽ 300 m là 700 m, đến 800 m. Chú lấy mày 10.000 thôi. Chú lấy giá rẻ cho, mở hàng cho chú. Thôi 10.000 cháu mua được gói xôi ăn cho ấm bụng rồi. Đấy nhá, bye bye. Cứ nghi hình như hai đứa này nó hợp tác, nó chơi mình cái sao á. Chúng mày nhớ đấy, chú mày không ngu đâu. Đốt vía. Sáng giờ chưa mở hàng, đứa thì rủa mình là cả ngày chú sẽ không có khách. Rồi hai đứa thì cứ vệ sinh với lại vệ xẻo. Cả ngày cứ vệ sinh như này thì lấy đâu ra khách. Vía lành thì ở, vía giữ thì đi. Úi giời, úi giời. Hai thằng danh con. Alo. Gửi nhanh tiền về cho ta. Tôi biết rồi, tôi sẽ gửi tiền về. Ông không cần phải dùng đâu. Nhanh lên, đúng không? Từ Tết này tao cho ông bà tổ tiên mới lại mẹ mày ra đường bắn Tết nhá. Đây, em đang đến đây. Em làm gì mà lâu thế? Chuyên nghiệp gì mà để anh đợi mãi thế? Tìm mãi chưa có xe ôm nữa. Đợi em một tí. Vâng. Đi thẳng đến ngã tư ấy, tía rẽ tay trái đi 300 m nữa. Là sao? Sao cái gì, nhà vệ sinh ở đấy sao? Cháu lại có chở không? Chở cái gì? Chở xe ôm. Đi xe ôm à? Ừ. Đi đâu? Đi làm. Làm gì? Hỏi làm gì? Có chở không? Không để đi tìm người khác. Ừ. Chở chứ. Ê, không đi vệ sinh à? Sao mà bây giờ làm thằng ngáo thế? Chơi ít thôi. Ngáo cái gì mà ngáo? Ai ngáo? Từ sáng đến giờ toàn người hỏi đi vệ sinh thì tôi mới thế. Thế đi xe ôm à? Ừ. Đi, tôi lấy giá rẻ cho. Thế đi đâu? Từ đây ra Trần Duy Hưng, bao nhiêu tiền? Làm ở đấy à? Bé thôi. Này, làm Chuẩn Dương à? Tao bảo ở đấy làm đêm như bây giờ làm ngày à? Thế tóm lại là có chở không? Có, đi, tôi chở rẻ cho nhá. Nếu mà không chơi nghèo ấy lên xe anh đeo. Thằng điên. Khách quý, mở hàng. Nó đeo. Từ á. Lên. Nhanh lên nhá. Ôi. Ôi. Ôi, đi cậu thả quá. Mà này, cô định để tôi hít ký giờ với uống nước lã để sống à? À. Này. Cầm lấy. Mà này. Gì nữa? Cái mũ. Này. Hết chưa? Hết. Này này. Gì? Lưu cái số điện thoại và tí quay lại đón tôi. Này, anh nhập vào đây. Này. Xong rồi. Ừ. Và này tôi bảo này, nếu mà gọi mà bận đi thì gọi xe khác đi nhá. Biết rồi. Cửa mở đấy, vào đi. Một tiếng là cái ngành mà phục vụ nhặt trẹt, trả tiền em đấy. Anh, của anh 2 lần thì phải là 1 triệu chứ ạ? 2 lần, như em bảo anh, mỗi một lần đi từ 30 phút tới 1 tiếng đúng không? Nhưng anh chơi cả 2 lần, chưa được 30 phút. Nhưng mà của anh vẫn là 2 lần thì vẫn là tính 1 triệu ạ. Nhưng mà chưa đủ thời gian. Cái việc anh yếu sinh lý đấy là việc của anh, chứ đâu phải là lỗi do em. Chó này, mày bảo bố yêu sinh lý chứ? Mày còn bảo bố mày yêu sinh nữa không? Hả? Mày cho mày đấy là phân tích, bố mày ăn chay. Nếu không thì đời con xuống cấp không phanh rồi con ạ. À. Được chưa? Chị ơi, chị giúp bé thôi. Bé bị tai nạn, chị đưa bé đi bệnh viện giúp em với ạ. Tôi bị điên à? Ngất như thế kia rồi còn cho lên xe của tôi. Chị giúp bé đi ạ. À? Chị làm ơn làm thuốc đi chị. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi, em xin chị đấy. Chị ơi, chị ơi. À, dừng lại, dừng lại. Anh giúp em ơi, có bé bị tai nạn, anh đưa bé đi cấp cứu giúp em ạ. Chết à? Dạ. Anh. Nó chích mắc cây rồi, lên xe tôi một đèn à? Anh ơi, xin anh đấy, bé còn sống mà, đã chết đâu anh. Anh ơi, anh. Em ơi. Em ơi, tỉnh dậy đi em ơi. Em ơi. Có ai không? Tôi bị điên à? Anh ơi, bé bị tai nạn giao thông. Anh cứu ơi, cứu người đi anh. Xuống đi. Ôi. Ôi, lên xe đi. Cô nữa. Cô kia, con mũ này. Tiền là sao? Cấp cứu bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Cấp cứu, có ai đấy không? Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, cấp cứu đồng đỏ với. Nó bị tai nạn giao thông. Làm thủ tục nhập viện chưa mà bế nó vào đây. Đang ngồi làm thủ tục nhập viện rồi mới đụng vào đây cấp cứu. Bác sĩ ơi, cứu vào thằng bé. Cô ra làm thủ tục đi. Thôi á. Thôi được rồi, cô ngồi ở đây cho hồng nhỏ. Để tôi ra làm thủ tục nhá. Bác sĩ ơi, bác sĩ cho tôi nhập viện cho... Anh cần nhập viện cho ai? Dạ, cho em trai em ạ. Em trai cậu tên là gì? Dạ, tên... Em trai mà anh không biết tên à? Dạ. Thế anh tên là gì? Dạ, em tên là Giang ạ. Anh cho tôi chứng minh thư, và nộp dạ. Cho tôi 5 triệu tiền viện phí. 5 triệu tiền viện phí ạ? Dạ vâng ạ. Bác sĩ ơi, tôi chưa kịp mang tiền, hay tôi đóng tạm 200.000 xong rồi thì tôi nộp sau được không ạ? Không được anh ạ, đây là quy định của bệnh viện. Nếu anh chưa đủ tiền mới ra ngoài thì cho người khác vào làm việc. Sao rồi? Cô có tiền không? Lúc nãy tôi đi tôi kiếm được 500.000. 500.000? 500.000 làm sao mà đủ? Thế bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu? Móc được ra 5 triệu. Chị ơi, em có người nhà. Anh ơi, em có người nhà nhập viện. Cần. À, thứ nhất rồi, bỏ mấy trò lừa đảo đi. Kiếm được gì thực tế mà làm. Chị ơi. Em ơi, anh người nhà nhập viện cấp cứu. Em có thể giúp anh được. Lo trong người nhà tôi còn chưa xong, thôi đâu mà lo chuyện thế nào. Thôi đi, không có bạn bảo vệ bây giờ. Không được ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ cho thằng em tôi nhập viện, nó bị tay lại, mất nhiều máu lắm. Nộp tiền viện phí chưa? Nộp tiền đi rồi nói chuyện tiếp. Bác sĩ tưởng em tôi với, bác sĩ ơi, bác sĩ. Đúng rồi, tôi còn cái xe máy, để tôi đi cắm nhé. Này, điên à, không có cái xe máy là cần câu cơm, bây giờ cắm lấy gì mà ăn, tất nhất đến nơi rồi. Bây giờ không nghĩ nhiều như vậy đâu. Anh ơi, cửa hàng mình còn mở không ạ? Anh ơi, cửa hàng mình còn mở không ạ? Còn, có chuyện gì đấy? Em muốn cầm đồ ạ. Cầm cái gì? Anh ơi, em muốn cầm cái xe máy này ạ. Xe em mua 6 năm trước, lúc mua là 18 triệu. Em chưa đâm đụng đâu ạ, em chỉ thay mỗi dầu thôi ạ. Ra nào. Sao lại không nổ được máy này? Lúc em đi vội quá, quên chưa đổ xăng ạ. Này nhá, xe mua rồi mà đi ra đường là giá đã giảm 70% rồi. Mà cái xe từ cái đời nhà Tống, nhà Thanh này của chú thì thế thật. 1 triệu thôi. Một triệu ấy à? Anh ơi, anh cố gắng trả thêm cho em, tại em đang cần tiền. Anh cố gắng giúp em ạ. À, con xe của chú ấy mãi xấu, sức bung sức bét kia ấy. 1 triệu rồi. Anh ơi, anh cố gắng giúp em ạ. Thật sự em đang rất cần tiền anh ạ. Thì có cắm không? Cắm thì cắm, không cắm thì thôi. Nhanh lên cho người ta còn đóng cửa. Nhà bao việc. Cắm đâu? Anh ơi, anh cố gắng giúp em một chút nữa được không ạ? Thôi, không cắm thì thôi, mất thời gian. Anh ơi, em cắm ạ, em cắm ạ. Thằng này, ra dốc xe vào. Vào làm giấy tờ thủ tục. Yeah. Sao rồi? Đủ tiền chưa? Cho thằng bé nhập viện được chưa? Bán xe được có 1 triệu thôi. Xe gì mà được 1 triệu? Thì cô nghĩ xe tôi có giá lắm à? À, chúng em mời đại ca. Em mời đại ca. Cô đi các chú. Vâng. Cạn nhá. Đại ca, có tử mà không có sắc. Em thấy nó cứ thiếu cái gì đại ca. Các chú thích sắc chứ gì. Ngồi yên đấy, anh điều đến cho. Sao đâu mà đại ca. Anh có lỗi dối các chú bao giờ đâu. Cái tin đâu nhỉ? Tin được không? Muốn gì? Em còn đi khách nữa không? Nếu không có việc gì nữa thì đừng có gọi. Ấy, người tắt máy. Anh có việc cho cô đây. Chỉ cần cô nghe theo anh đến địa chỉ này, cô sẽ có rất nhiều tiền. Anh gửi địa chỉ luôn cho cô đây. Anh vất vả rồi. Anh nghỉ đi. Việc này cứ để tôi. Tôi ra ngoài một lát, chắc sẽ có tiền. Có hàng rồi đấy. Các chú chuẩn bị tinh thần đi. Đại ca uy tín đấy. Em mời đại ca. Mời đại ca. Mỗi thằng 1 củ đưa đây, anh trả tiền hàng cho. Nhất trí xếp luôn. Em gửi sếp ạ. Em gửi đại ca. Tiền vào khác, hàng gọi ngay. Các chú ngồi đấy, anh ra đón hàng cho. Dạ vâng ạ. Hàng của các chú đây. Sao anh bảo sắp đôi thì sắp đôi tiền chứ làm sao? Thì có làm không? Làm. Đi rồi em. Đi rồi. Nào, anh Yeah. Em này có mỗi cái mặt tiền đi làm nghề mà lại để tím tái này à. Chẳng qua hôm nay bọn anh đang say để cho quà thôi nhá. Nhanh lên, tôi đang bận. Nào anh chiều. Mẹ anh ơi, trả tiền cho em đi. Em đang rất cần tiền. Anh ơi, dừng lại đi. Này, tiền ấy, bọn tao nó đưa hết cho ông Minh. Gặp nó mà lấy. Nhưng mà em có biết ông Minh là ông nào đâu. Đấy là việc của cô. Còn bây giờ ấy, cút. Cút. Được. Bọn mày, bây giờ bọn mày có trả tiền cho tao không hả? Nếu không bọn tao tống chết bọn mày luôn đấy. Cô mà còn lại nhảy ở đây là ăn đòn. Biết chưa? Ăn đòn á? Ăn đòn tao cũng phải đòi tiền. Đưa tiền cho tao đây. Đưa tiền cho tao. Đi. Cô bị làm sao thế này? Lũ chó, nó làm gì cô thế này? Tôi đã giết bọn nó. Chúng mày chỉ là lũ quân hại thôi, làm khổ tao đến bao giờ nữa. Đây là cái nhẫn kỷ vật của bà ngoại dành cho mẹ là của hội môn. Con cẩn kín, đừng để cho bố con. Chúng mày còn ăn bám chúng tao đến bao giờ? Chết đi cho nó sợ đấy. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi. Mãn Linh, không được. Đây là kỷ vật duy nhất của mẹ cô để lại cho cô. Cô không thể bán được. Để tôi nghĩ cái khác cho. Mãn Linh, không được. Mãn, không. Để tôi nghĩ cách. Bạn hay tôi đi bán máu nhá. Để tôi đi bán máu. Điên à? Ăn tôi không có. Bạn đi điên à? Bạn ra đây. Thôi thôi nào. Tôi hiểu hết rồi. Không phải đi bán máu đâu. Tôi biết là cô cậu rất vất vả, khó khăn để xoay sở tiền, lo viện phí cho cháu. Tấm lòng của cô cậu rất đáng quý. Thế nhưng mà ở bệnh viện chúng tôi ấy, thì có rất nhiều trường hợp lừa bệnh viện chúng tôi như thế này. Thôi, đây là tiền lương của tôi tháng này. Cậu cầm lấy, lát nữa ra làm viện phí cho cháu nhé. Còn bây giờ chuyển cháu vào phòng cấp cứu để tôi kiểm tra cho cháu nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Cô cho đóng viện phí đi nha. Con được cứu rồi. Sao rồi? Khỏe hơn chưa? Ngoan lắm. Chị ơi, mặt chị bị làm sao đấy? À, chị hóa trang để cho em thấy vui đấy. Thấy buồn cười không? Tên 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 cháu về rồi đây. Này, em để cho bé mấy hộp sữa trên này. Này, phải ăn nhiều cháo vào mới khỏe nhá. Em phải ăn nhiều vào thì anh chị mới vui. Mà em cũng ra viện sớm nữa, cũng sắp Tết rồi đấy. Mà Tết cũng lo Tết. Này, có mà lo bò trắng răng ấy em nhỉ. Mà răng bò mà trắng ấy thì không có thuốc làm răng đen cho bò đâu. Điên. Điên ấy, nhiều khi có duyên phết ấy. Ăn miếng cháo. Kìa. Anh có cái này cho em. Cảm ơn anh. Này, để đi anh ăn. I know You say you're not afraid to dive into something. Tôi gửi tiền cho ông rồi còn gì. Đừng có làm phiền tôi nữa. Em chào chị Linh. Hai người đến đây làm gì? Không về quê ăn Tết à? Anh với Bảo biết là em không về quê nên anh em mời anh qua đây để đón giao thừa với em đấy. Em nói giao thừa cùng anh nghỉ đấy. Thế à? À, anh có mua đào này, mua bánh chưng này. Mình cùng cúng giao thừa nhá. Bảo ơi, em cầm cái cành đào này vào, cắm vào lọ, để tí nữa anh và em với chị Linh cúng giao thừa nhá. Dạ bác ạ. Phòng chị Linh đi kìa. Em đi làm về à? Có câu gì hỏi mới hơn không? Anh có mua đào với mua bánh chưng đấy. Câu này nói rồi. Em đừng đi làm nữa được không? Tôi lấy gì ăn? Thì em đừng đi làm nữa. Anh nuôi em. Nuôi mình chữa xong. Nuôi ai? Nuôi được mà. Em có nhìn thấy hôm nay anh bệnh hơn à? Nhìn xem. là thích một đứa con gái làm nghề như tôi chứ. Anh thích. Chỉ cần em bỏ nghề, anh với em sẽ cùng mở một quán nước nho nhỏ này. Em sẽ bán nước, anh sẽ vẫn làm xe ôm. Hàng ngày em bán nước, rồi anh chạy xe ôm. Trưa anh lại về ăn cơm với em. Xong anh lại đi chạy xe ôm này. Xong lại tối lại về ăn cơm với em. Hai đứa mình thật cố gắng để mua được miếng đất này, xây được căn nhà nho nhỏ bên ngoại thành. Rồi mình sẽ đẻ những đứa con mà đáng yêu như thằng Bảo ấy. À, anh nói gì sai à? Anh... Linh... Cà ve thì sao chứ? Em còn thánh thiện hơn gấp trăm gấp nghìn lần người khác. Nguyên thì anh mới yêu em chứ. À, bắt đầu chạy sao mà chị Linh ôm nhau rồi nhá. Ôm đâu mà ôm. Không ôm thì gì? Thì chị Linh lạnh, anh ôm có làm sao? Mà này, ông cắm đào đến đâu rồi? 100% rồi. 100% có đúng không? Đúng. Để anh kiểm tra. Anh kiểm tra vậy mà. Đi. Thank you.